nhật, hôm qua là thứ bảy. Hôm qua cả nhà đi lên cái chỗ trò chơi cảm giác mạnh nhưng mà đông quá, đi trễ cho nên là không có đủ thời gian để tham gia hết tất cả những cái trò chơi ở đây. Cho nên là hôm nay chủ nhật quay trở lại để mà tham gia tiếp tục những cái trò mà hôm qua còn chưa được tham gia. Bây giờ họ đang kết like, họ đang đứng chờ ở cái trò chơi vòng xoay này nè. Một lát nữa họ sẽ tham gia vô cái trò chơi vòng xoay ở phía sau họ nè, cả nhà thấy không? Mời cả nhà mình cùng vào xem những cái trò chơi thử cảm giác mạnh cùng với lại Trung Hậu nha. Hôm nay trời rất là gió cả nhà, hôm nay lạnh hơn rồi hôm qua. Hôm qua không có lạnh nhưng mà hôm nay thì rất là gió, rất là nhiều. Lạnh hơn hôm qua nhiều lắm. Cho nên là hôm nay Hậu phải mặc áo khoác nè, cả nhà thấy không? Bây giờ Hậu sẽ đứng chờ để được đến lượt mình tham gia vào cái trò chơi ngoài phía sau của Hậu đó, là quay vòng vòng. Nhưng mà Hậu sợ cái độ quay tròn chóng mặt lắm, nhưng mà con gái rủ Hậu chơi để chơi lại coi hôm nay mình có bị chóng mặt như mọi khi không. Bây giờ đang chờ hôm nay thì cũng là một cái ngày cuối ở đây rồi, cho nên là tranh thủ chơi cho đã luôn. Gấp đôi nó lại nha, gấp đôi lại nha. Chưa biết lấy mấy này dễ chơi được, em bé chơi được kìa, mẹ nó mới ẩm nó vô kìa. Mình này, coi chừng này chắc cũng tới mình được luôn á. Hy vọng là mình sẽ vô được luôn á. Túi vô được mà. Hả? Túi vô được mà. À hả, thì được. Hôm nay tiếp tục đi chơi tiếp cả nhà ơi. Hai ngày đi chơi liên tiếp. Hồi hôm qua đi chơi chưa có đã, tại vì chưa có tham gia được nhiều trò chơi, phải đi về rồi. Thì hôm nay là rút kinh nghiệm, trước khi đi trên đường là đã mua đồ ăn, ăn thật là no rồi mới vô đây chơi. Hồi hôm qua vô đây chơi xong rồi đói bụng quá, nhưng mà xếp hàng chờ đợi thức ăn cho tới giờ về luôn cũng không có mua được, cho nên hôm nay là rút kinh nghiệm, ăn thật là no rồi mới đi chơi. Sao bình luận nó lại đâu ai bình luận đâu, sao nó lại nằm ngang như vậy. Ủa hôm qua nếu mà vậy thì nó vẫn nằm được trực tiếp vậy á ta, rồi mình phải chờ bận sau rồi. Chơi trò chơi này mà cũng hơi hồi hộp, tại vì sợ chóng mặt lắm cho nên là hồi đầu không có muốn chơi.
còn ghê hơn cái trò mà Trung Hậu chuẩn bị tham gia nữa đó cả nhà. Là hai mẹ con dự định là chơi xong cái trò chơi này rồi sẽ qua bên trò chơi đó đó, tiếp tục tham gia cái trò chơi đó để coi cảm giác như thế nào. Cái trò đó nó vừa quay mà nó còn vừa xoay nữa. Không biết là có chịu đựng nổi không? Mới giờ ăn no đó mà không có chịu đựng nổi không? Rồi, chuẩn bị nè. Trò này thì Hậu nghĩ là nó cũng không có đến nỗi nào mà làm cho mình sợ lắm. Nhưng mà có lẽ là cái trò mà ở phía sau Hậu mới ghê hơn. Ở đằng xa kia kìa, cái trò mà vừa quay mà vừa xoay á, cái trò đó nó mới sợ hơn. Lát nữa
Hãy chi mà điện cho ba ha, ba chạy lại đây ba chơi với mình cũng dễ luôn ha. Ghế ngồi chỉ được 3 người. Thì 3 người, mỗi bên ngồi 2 người. Bây giờ mình chạy lại đảo mình kiếm ba là giờ kịp không? Ba đâu, không kịp đâu. Đằng đó đó. Không gọi được hả? Đang trực tiếp ra đâu gọi được. Em chạy nhanh là đặng cái em chạy lại đây chắc kịp á. Đang khách like không? Nổ. Đi đi em chạy thẳng lại đặng đi, nếu mà đang chơi thì thôi, còn không có thì chạy lại đây. Chạy lại chỗ trò chơi của con nít á. Tự nhiên cái máy bị ngắt nên là không có chơi được, cho nên là hôm nay quên bây giờ quay lại. Sorry cả nhà.
từ xuống nha, chị hai dắt em xuống từ từ nha. Rồi. Nữa thì đi lại mua vé nữa. Dạ. Hả? Có không? Lên mua vé đi chơi nữa không? Dạ. I want to know. Chơi cho nó hết luôn.
chục vé luôn nữa, còn dừng vé. Vậy hả? Cũng phải dư rồi. Bị dư hồi đó mình cho ai đó. Dư là ví dụ mình không chơi nữa mình cho người ta cũng được. Tôi lấy cái tờ 20 đi, lấy cái tờ 20 đi. Đưa cái 10 đồng lại đây. Rồi chờ chút để đưa mình đi. Dạ chờ chút xíu nha, chị hai đi mua rồi. Chóng mặt lắm á. Em sợ mấy cái quay quay lắm. Mà đã chóng mặt quá trời luôn á, chơi cái kia chóng mặt quá trời luôn. Chơi dễ như hai lần hả? Để coi. Ba mẹ hả? Ba mẹ. Má không vô đâu. Ông mình lên trên kia được, gia đình mình lên trên kia được. Bây giờ Hạt Dẻ đang đòi chơi cái ly này nè cả nhà. Bây giờ là hết vé rồi, bây giờ đang chờ đi mua vé rồi quay trở lại chơi cái trò chơi cái ly này. Cũng lại cái trò chơi mà quay vòng vòng chóng mặt nữa nè. Hồi nãy chơi cái trò đằng kia cũng quay vậy đó. Trời ơi, hậu nhắm mắt không dám mở mắt ra. Nó quay vòng vậy đó. Rồi. Vậy lem lại lem kết like đằng kia, lem chơi kia đi. Lem. Con ơi, sao mày ăn đâu đi rồi mày vô. Cũng may là hôm nay vắng bớt, hôm nay là ngày cuối đó cả nhà. Ủa sao thì mày lần lên. Sổ mũi nữa rồi cả nhà ơi, đi ra gió lạnh quá sổ mũi rồi. Tại vì ở ngoài chỗ này là đồng trống, cơ bản là cái bãi đất rất là rộng cho nên là gió nhiều lắm. Mà trời hôm nay thì trời cứ u u vậy đó nên gió rất là nhiều. Từ sáng tới giờ trời không có nắng. Dạ đi cái ly màu nào nè, dễ chọn đi. Dạ đi cái ly màu nào, hồi nãy dạ nói dạ đi màu nào. Dạ màu xanh biển phải không? Rồi chạy lại một vô là chạy lại màu xanh biển liền nha. Nha. Ừ, dạ đi màu xanh biển thì dạ phải chạy lại xanh biển liền nha. Sorry. Dễ đừng có đi lại đó. Để chạy lại sân biển đi. Dễ chạy vô sân biển trước đi, dễ chạy vô. Ok. Đi quay. Dễ. Lại đây chờ mà mai chút xíu. Dạ. Chu. Đi. It's enough. It's enough. Okay. Oh, there's a yellow one that's out. Vậy là mình chờ lần sau. Đủ rồi, mình chờ lần sau. Đó bây giờ dễ đang muốn đi vô cái ly tách này nè cả nhà. Đây dễ đi cái này đúng không? Yes, đây nè. Yeah, blue.
màu xanh ha. Lò uống á, cái ly á dành cho người khổng lồ uống. Dành cho người khổng lồ mình ngồi ở đây là khổng lồ ăn thịt mình luôn hả? Không có. Khổng lồ nó là cái ly của người trong đây hả? Tại sao cái ly của tôi uống nước mà tại sao lại có người ở ngồi trong này? Rồi, bây giờ chú đã đóng cửa lại rồi. Dễ ngồi sát đi với mama nè. Đẹp. Hai tay dễ dịnh đây nha. Rồi bây giờ chuẩn bị nha cả nhà ơi. Chuẩn bị nha cả nhà ơi. Ghê lắm à. Chắc chống mặt dữ lắm đây. Ôi. Ôi. Chống mặt dữ lắm đây. Hay vậy ha. Dễ nhìn trong này nè. Nè, dễ nhìn trong đây nè, dễ nhìn trong này. Mà mắt xa con. Đã quá. Để nhìn vô màn hình là sẽ không có bị chóng mặt. À, ok không? Dạ. Đó, quay đều, quay hoài chóng mặt ghê. quay hoài trong mặt ghê. Đó cả nhà ơi, cái ly nó cứ quay vòng tròn vậy đó, là hậu đang tập trung vô màn hình, không có dám là nhìn đi đâu hết. Sao lãng khỏi màn hình là bắt đầu sẽ chóng mặt ngay. Hậu chịu đựng quay vòng tròn dở lắm cả nhà ơi, rất là sợ. Vậy có thấy chóng mặt rồi không? Không. Dễ nhìn vô đây nè, dễ nhìn vô đây nè. Con thích, nhưng mà nó làm cho con hơi đã. Thôi má ơi, thoải mái. Thôi, khó chịu thấy mồ luôn á. Dễ nhìn vô trong có màn hình màu xanh đẹp không? Dạ đẹp. Cái ly màu xanh gì? Màu xanh biển. Đúng rồi. Dễ thích màu này đúng không? Dạ. Hả? Tung tung tang 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 tang
nay với hôm qua đi chơi đã luôn ha. Thì như cái bằng thiệt vậy á. Ừ, lâu lâu được đi chơi đã luôn ha. Bằng thiệt. Bằng thiệt. Ờ hả. Thấy chi nhà mình có cái ly này ha. Có cái ly này cả gia đình mình vô đây ngồi giống như nguyên một cái bàn vậy ha. À, xong rồi. Hai mẹ con mình đã thành công rồi. Yeah. Yeah nè, yeah, cái bye nè. Yeah. Yeah. Xong rồi. Nói dài dài. Xong rồi. Bây giờ ó. Rồi. Bây giờ vẽ từ từ nha, để mà ma xuống nước là vẽ xuống sau nha. Ok. Thank you. Giống đi xuống cầu thang máy bay không? Cứ như vậy. Đi thang ngõ nào vậy? Đó, hết chưa? Thank you. Quay băng quay băng hả? Rồi, đã xong thêm một trò nữa rồi cả nhà ơi. Bây giờ đi qua bây giờ đi qua trò khác. Hồi nãy cái cô kia ra còn dư vé cô kia cho vô chưa lại rồi không có cô kia cho còn vé đó cũng giống như bị dư một vé đó vậy là vé vé được chơi thêm một trò chơi nữa hai vé là đưa anh em ơi đi đưa một cái đi còn đâu cái nữa đâu trong túi em nè rồi rồi để coi lại. Đây nè cả nhà ơi, bây giờ hậu chuẩn bị chơi cái trò này nè. Đó, cái trò hồi nãy hậu nói á, quay xoay 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 nè, vừa quay mà vừa xoay nữa. Trời ơi, hồi nãy cái trò kia nó quay thôi là đã chịu không nổi rồi. Mà bây giờ tiếp tục cái trò này vừa quay mà vừa xoay nữa, không biết làm sao đây. Rồi bây giờ chuẩn bị lên đây nè cả nhà ơi, hồi hộp quá đi, không biết là có quay được hay không, tại vì cái trò này nó quay nhanh lắm. Mà lo ngồi nhắm mắt không nữa, không biết sao đây. Mình đưa 3 vé, 6 vé họ cũng không có kiểm tra nữa. Ôi trời. Mày đừng có quay, đừng quay mạnh đó hết. Vậy á hả? Dạ. Hồi nó cầm vậy nè. Nổ. Hả? Hồi nó cầm vậy nè em. Chuẩn bị nha cả nhà. Không có dây an toàn hả Lem? Dạ không. Rồi cho cả nhà ơi, chuẩn bị nha cả nhà. Thôi 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 mẹ đừng có rớt mẹ dán chịu. Có hả? Cầm chắc vậy nè. Ok. Hồi hộp quá cả nhà ơi, đang chuẩn bị cả nhà ơi.
Ôi mày ra. Chuẩn bị rồi cả nhà ơi. Rồi. Rồi con sẽ vẽ nữa nào. Tại vì đó nữa nó nghiêng. Chuẩn bị nữa đó cả nhà. Lâu lắm rồi á, hôm nay nó mới làm gan mới dám chơi lại những cái trò đó. Chứ bình thường là hậu không có dám chơi đâu. Nhưng mà tại vì mình nghĩ là thôi người ta chơi được thì mình tại sao mình không thử cái cảm giác đó. Mình thử coi mình có vượt qua được cái nỗi sợ hãi của mình hay không. Thì hôm nay hậu đã trải qua được mấy cái trò chơi mà từ trước tới giờ là không có dám chơi. Thì bây giờ dám chơi mặc dù là nó hơi khủng khiếp chút xíu nhưng mà cũng vui. Bởi vì khi mình đứng ở dưới mà nói người ta sao mà la quá. Thiệt chứ, khi mình lên ngồi trên đó rồi thì mình mới biết là cái nỗi sợ hãi nó ghê như thế nào. Mình phải hét lên để giải tỏa đi cái nỗi sợ của mình. Đi chồng vậy hả? Ừ, hôm qua vậy chứ. Lâu lâu được đi giải stress cũng rất là vui đó cả nhà. Ở bên này là ngày tối chủ nhật rồi, ngày mai là ngày thứ hai. Thì
lại thêm một tuần mới, thì mọi người lại tiếp tục tất bật vào những công việc của mình. Hôm nay bên Việt Nam mình là ngày thứ hai đầu tuần ha. Cái kìa. Đi đâu vậy? Hả? Trời ơi, tao xong nãy giờ đi kiếm hai cha con hả? Bao nhiêu vòng rồi đó. Bây giờ ba với đây vẽ lên trên cái vòng đó chơi nha. Đi đi. Không phải, tại vì tổng cộng bên đó là nếu mà ba vé thì là 99 vé, lần không có đủ. Ở đây mình khoảng có 8 vé à. Còn bao nhiêu vé? Ở đây là mình còn mấy vé? 2, 3, vé đủ là 9 cái. 9 cái đó hả? Vậy 9 cái vậy ba mẹ con mình lại đó chơi ha. Chơi giờ đó cuối cùng là mình về ha. Thế là ba đi đi. Mẹ cũng có cái kiếm trong Minecraft. Ở nhà mình có cái kiếm còn đẹp hơn cái kiếm đó nữa. Ở nhà mình có cái cây kiếm nó còn đẹp hơn cái kiếm đó nữa. Bây giờ mình lại đằng cái vòng tròn đó mình đi nha, cái bánh xe mình đi nha. Ừ đúng rồi. Vậy này giống như là gì đó. Ở dưới bánh xe. Rồi xong rồi. Mình chơi cái đó đó rồi mình đi về. Vui lắm á. Không có sao đâu con. Nó đi từ từ vậy nè, nó đi từ từ. Nó đi chậm lắm, nó không có quay nhanh. Nó đi từ từ vậy thôi à. Nó đi từ từ, đi xong rồi mình đi về. Đi xong rồi mình đi về nè. Vậy bây giờ bà ba với mà máy với chị hai đi, dễ ở dưới dễ chờ vậy có chịu không? Mẹ con đi xong rồi dễ ba cái dễ kia dễ chờ cái. Gì? Có cái gì không? Thì ba lên luôn đó. Thôi dễ lên đi lên với mẹ. Ba lên. Ba ngồi với chị hai. Rồi mặc áo vô rất là dễ. Mấy hố con chở đi chơi đó không rồi, mấy hố con chơi đi chơi đâu đó. Đó, mình đi đi, mình cho mình biết cảm giác như thế nào con, không có sao hết á. Mặt ở vườn, không có gì hết á, rất là vui. Không nữa, ba với mẹ đi làm công đau, mẹ không có bị hại con sao, đúng không? Bé đi chậm lắm. Cái gì mà nguy hiểm là ba đâu cho con cái nhà chơi. Không được phép chơi là ba mẹ không có cho con chơi. Cái này có cao không? Còn cái nào mà con chơi được á thì mới cho con tham gia, hiểu không? Đúng rồi, rất là chậm và tà giống như mình đi ngắm cảnh vậy. Rồi cái này cũng xong rồi. Đây là cái này đông nhất luôn á. Tôi khắp thành phố luôn, ba ra nè. Ba ra nè, lại gì ba? Chúng tôi cũng có thành phố. Thành phố này thành phố Marana, còn mình là mình ở Tucson. Đây là thành phố Marana. Trời, bây giờ Cát Lai xếp hàng chờ chơi một cái trò chơi cuối cùng nữa thì cả nhà sẽ đi về. Cũng vừa hết vé luôn. Đây tham gia cái trò chơi này nè, cả nhà thấy không, cái bánh xe nè. Đó, bánh xe quay nè. Bánh xe thời gian đó. Lên trên đây cứ ngồi mà ngắm cảnh. Quay từ từ, từ từ. Thì nó quay xuống mới đẹp. Đó cả nhà. Thì đang chờ để mà tham gia một cái trò cuối cùng để mà đi về. Ở bên Việt Nam mình sắp tới ngày lễ 30 tháng 4 rồi ha cả nhà ha. Đúng rồi. Lễ 30 tháng 4 không biết là cả nhà mình có ai đã lên kế hoạch sắp xếp đi đâu chơi không ta. Còn ở bên hậu thì sắp sửa qua bước qua tháng 5 thì mới có lễ. Đó là lễ gọi là ngày thương binh liệt sĩ đó, giống như là bên Việt Nam mình vậy đó. Ngày mà tưởng nhớ đến những chiến sĩ trận vong. Rồi cũng làm lễ đồ, bên này ta làm lễ cũng được nghỉ. Rồi tiếp theo đó là cùng một tháng luôn, cũng trong tháng 5 rồi thì sẽ có cái lễ Mother Day, là lễ ngày lễ của mẹ đó. Đó. Thì
bên đây là tháng 5 sẽ có lễ. Mà bên đây cả nhà biết không, mỗi lần mà có những dịp lễ nào đó thì ở trong tất cả các mall là những cái nơi mà người ta trung tâm mua sắm, người ta sẽ giảm giá rất là nhiều thứ, những tất cả những cái món hàng. Cho nên là những cái ngày lễ bên này thì hầu như là mọi người đổ xô đi mall để mà tìm những cái món đồ mình ưng ý để mà mua. Thì những cái ngày dịp đó thì người ta giảm giá rất là nhiều. Cái nơi của Hậu đang đến đây nè, đang chơi ở đây á, thì cách cái chỗ thành phố của Hậu là khoảng 25 phút lái xe thì cũng gần thôi quý vị. Cái thành phố sát bên chỗ Hậu á, cái chỗ này là kêu cái gì em quên rồi, Marana. Cái thành phố này là Hậu đang ở đây là thành phố Marana, thì cách cái chỗ Hậu là khoảng 25 phút là thành phố Tucson, nơi Hậu đang ở. Ở Tucson thì Hậu ở thành phố Tucson, còn ở đây cách chỗ Hậu 25 phút lái xe. Thì đối với 25 phút lái xe thì cũng rất là gần. Lâu lâu thì mình cũng tranh thủ đi chơi để mà xả stress. 25 phút mà lái xe thì bên đây tốc độ cao, lái freeway đó nhanh lắm. Thì chạy lên trên đây nói 25 phút từ Tucson mà lên trên Marana này mà 25 phút thì cũng bằng ở Việt Nam mình từ ở Sài Gòn mà đi lên tới chắc cũng cỡ Long Khánh đó. Đi đường cao tốc Long Thành chắc từ cỡ Sài Gòn đi lên tới Long Khánh đó cả nhà. Tại vì bên đây tốc độ chạy rất là cao, gấp mấy lần bên Việt Nam mình, thì cái thời gian cái vận tốc đó cả nhà cứ nhân nó lên gấp 4 gấp 5 lần như vậy. Lâu lâu thì tranh thủ đi ra ngoài chơi cho nó thoải mái. Lâu lắm rồi cả nhà mới thấy Trung Hậu trực tiếp đúng không? Mà không phải là trực tiếp livestream để hát, mà trực tiếp để đi chơi. Thì Trung Hậu cũng muốn giới thiệu và giao lưu với tất cả quý vị để cùng trải nghiệm với Hậu những cái lúc rảnh rỗi là vui chơi như thế này. Nghĩ rằng là cả nhà mình sẽ cũng cảm thấy rất là vui và thoải mái cùng Trung Hậu ha. Thì bây giờ là cũng sắp tới lượt Hậu tham gia cái trò chơi cái vòng xoay này nè cả nhà, thấy không, cả nhà thấy không, cái vòng xoay này nè, tham gia cái trò cuối cùng này xong rồi về ha. Ok. Dễ làm cái gì đó. Không có lạnh đâu, tại vì nó đi chậm mà đâu có lạnh đâu. Ủa, giận tiếng lâu vậy mà. Lâu vậy quá lâu quá lâu vậy lâu vậy lâu vậy quá lâu quá lâu còn những cái trò chơi là cảm giác cực kỳ là rất là sốc luôn á, cho nên họ không có dám chơi cả nhà ơi. Mình cũng lượng sức mình. Bây giờ thấy ông quay chậm không? Giờ này chắc bên Việt Nam đang ăn cơm hay sao á mọi người. Giờ này bên Việt Nam là đang cơm trưa hết cả nhà ơi. Giờ này bên Việt Nam mình không biết mấy giờ rồi em. Giờ 5. Đúng rồi, bên Việt Nam mình giờ này là 12 giờ 5 rồi. Đi lấy nước uống. Thì bà ba đi lại đó coi bảng giá. Hả? Lại đó coi bảng giá để mà mua nước uống hay gì đó. Ba nói vậy á. Ba nói là hôm nay
Sao không nói gì hết? Đang khát nước mà uống nước mắm hả? Trời ơi, uống vô khát nước chết luôn. Kêu ba, ông muốn. Mình có không? Hy vọng là mình sẽ lên được. Đào lao quăng Oh, sorry cả nhà rất là nhiều nha. Nãy giờ là không biết có ai không thấy được cho nên là không chào được mọi người. Oh, sorry cả nhà nha. Xin lỗi nha. Xin lỗi cả nhà nha. Rồi, bây giờ tới mình lên. Tới rồi. À, thật sự ra thì tham gia cái trò chơi này thì cũng nhanh lắm, nhưng mà chẳng qua là xếp hàng lâu. Thì khi mà leo lên ghế cũng lâu, mà đợi leo xuống ghế nó cũng lâu. Tại nghiệp ông quá Lem ơi, ông già lắm rồi đó Lem. Ông già lắm rồi đó con. Giờ này cũng khuya rồi cả nhà, mà cũng vẫn còn một số người đang kết like, đang đứng xếp hàng chờ để mà tham gia cái trò chơi này. Chắc có lẽ là cũng giống như Hậu, tham gia trò chơi này là cuối cùng rồi, xong rồi đi về luôn. Người ta tổ chức một cái hội chợ này rất là tiện lợi cả nhà, sát bên cái mall Outlet. Bên cái mall Outlet cũng rất là lớn, một trong những cái mall nổi tiếng ở cái thành phố Tucson này. Những cái mall này thường là hay người dân ở đây gọi là mo người giàu đó. Thì trong đây rất là lớn, mo rất là lớn, bán đồ rất là nhiều, rất là đẹp. Thì ngay cái bãi nước trống của cái mo Outlet này thì là ta tổ chức hội chợ, cho nên cũng rất là tiện lợi cho mọi người đi mo xong thì ghé qua chơi trò chơi luôn. Ông bảo vệ để mà coi chừng cái khu vui chơi này là tội nghiệp lắm cả nhà. Ông rất là già rồi, lớn tuổi rồi. Thương quá à, thấy mấy người mà già cả lớn tuổi rồi mà vẫn còn đi làm việc đó, cái tội nghiệp quá à. Rồi, bây giờ mới đã tới lượt mình lên rồi. Yeah, thank you. Okay, Lem. Thank you. Rồi, bây giờ Hậu đã được lên ghế ngồi rồi đó. Chờ đợi quá lâu nhưng mà muốn tham gia cái trò chơi này cho nên là phải chờ đợi thôi. Cuối cùng thì cũng được rồi cả nhà. Lem cầm cho chắc nha Lem nha. Lem ơi, Lem cầm cho chắc nha Lem. Lỡ rớt xuống thì thấy là thua luôn á. Cảnh quan của thành phố này cả nhà.
mà quay cho cả nhà coi nha. Ghê luôn á. Ghê quá à. Cố lên. Lạnh nữa. Gió lạnh cả nhà ơi. Comment của cả nhà không biết là có bị bấm sai, chắc chắn là bấm sai chỗ nào đó cho nên là không thấy được comment của cả nhà, buồn quá đi à. Họ sorry cả nhà nha, họ sorry cả nhà nhiều nha, tại vì là không biết là bấm sai chỗ nào rồi. Đã những người khách cuối cùng cũng đã xuống rồi, bây giờ chuẩn bị đi thôi. Rồi cả nhà cùng trải nghiệm với Dung Hậu tham gia trò chơi này nha. Ngồi trên cái ghế này cao nguy hiểm quá, ông ngồi trên cái ghế đó cao nguy hiểm ghê á Lan, tội nghiệp cái ông già này ghê luôn. Rồi bây giờ mình cùng đi nha, mình cùng đu quay nha cả nhà ơi. Đó, ô sao mà nó đi quay lên lên lẹo quá em ha, nó đi xuống rồi nè. Đó cả nhà thấy chưa, cái dòng nó đang quay đó, cái dòng nó đang xoay đó cả nhà. Cả nhà thấy không? Cả nhà thấy chưa? Ý nhưng mà khi mà cái dòng xoay nó đâu có gió lạnh hết em ha. Tại vì là lại đứng một chỗ cho nên là mới lạnh nhưng ha. Bây giờ là quay ngược lại nè cả nhà ơi. Bây giờ quay ngược lại nè. Bây giờ quay ngược lại đó cả nhà.
này đâu, đâu có quay rồi. Đang không quay nữa hả? Đem ngược lại, đem chưa quay nè. Đem bấm, bấm quay ngược lại đi. Em sợ hả? Đang quay ngược đó, cả nhà thấy không? Ở bên Singapore nó quay như vậy là đúng 28 phút, là 28 phút là nó tượng trưng cho cái gì quên rồi. Hôm bữa kỳ đó mình đi mà mình quên rồi, mà là mẹ nhớ là 28. Rồi bây giờ là xong rồi đó cả nhà, bây giờ ngồi trên đây để chờ được đi xuống. Mình lên trước cho nên là mình là người xuống sau cùng. Thì bây giờ Hậu đã tham gia cái trò chơi này là trò chơi cuối cùng rồi. Dễ dễ kêu mẹ ơi. Bây giờ Hậu đã kết thúc cái buổi đi chơi cảm giác mạnh hôm nay. Hậu cảm ơn cả nhà mình đã vào xem cũng như là ủng hộ và trải nghiệm cùng cái cuộc đi chơi này cùng Trung Hậu. Trung Hậu xin cảm ơn rất là nhiều. Và hôm nay rất là tiếc, không biết là Hậu đã bấm sai cái chỗ nào mà đã không thấy được những cái comment cũng như là những sự xuất hiện của tất cả quý vị. Cho nên là cho Trung Hậu thành thật là xin lỗi cả nhà nếu mà Trung Hậu không có gặp mọi được mọi người để chào hỏi bất cứ một ai hết. Đừng có trách Hậu nha, tại vì Hậu không có biết là có ai đã tham gia. Có lẽ là Hậu về Hậu sẽ xem lại và Hậu sẽ trả lời sau. Là xin lỗi cả nhà mình một lần nữa nha. Và cũng cảm ơn cả nhà mình đã vào xem Trung Hậu ha. Trung Hậu rất là vui khi được tham gia những cái trò chơi này, và cũng đã vượt qua nỗi sợ hãi của bản thân mình từ bấy lâu nay rồi, lâu lắm rồi mới quay trở lại. Thì Trung Hậu xin cảm ơn cả nhà mình đã vào xem livestream của Trung Hậu nha. Trung Hậu cảm ơn cả nhà rất là nhiều. Bro. Oh my god. Và Trung Hậu xin tạm dừng cái cuộc livestream tại đây và xin hẹn gặp lại quý vị vào lần sau. Xin cảm ơn cả nhà đã thương yêu và ủng hộ cho Trung Hậu nhé. Nếu mà Trung Hậu thích, xin lỗi nếu mà cả nhà yêu thích Trung Hậu thì hãy bấm like và chia sẻ giúp Trung Hậu nha. Trung Hậu cảm ơn rất là nhiều nhiều, yêu cả nhà nhiều lắm. Và xin chúc cả nhà mình một ngày đầu tuần mới thật là nhiều sức khỏe, mọi điều luôn được thành công tốt đẹp nha. Trung Hậu yêu cả nhà rất là nhiều. Xin chào cả nhà. Chào cả nhà nha. Chào tạm biệt cả nhà yêu của mình nha. Hẹn gặp lại cả nhà. Sao nó kẹt kẹt quá.